Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái sự lựa chọn khác cho xe ba bánh. Đấy là cái bộ xe ba bánh mắc loát khoảng 800 kg đến 1 tấn. Các bạn có liên hệ đặt hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Em là Nam ở Thái Bình. Số điện thoại này là số điện thoại duy nhất. Tất cả những cái số khác thì nếu như bên em cho thì là số của em, còn lại thì là không phải. Để tránh cái tình trạng một số các cái kênh khác sử dụng số điện thoại nó giống số điện thoại bên em hoặc là những cái tên kênh. Đấy. Thì các bạn lưu ý cái số điện thoại của em là số này. Bộ này thì trang bị cái số 5 tạ, 5 tiến một lùi. Đấy. Số 5 tiến một lùi thì các cái khớp lối, nhíp 6 lá, cầu, bánh xe, bánh 450-12, tải trọng một bánh là 412 kg. Tay thắng, phụ kiện phanh, phụ kiện nhíp rất là đầy đủ. Cầu thì có các cái loại cầu chiều rộng từ 70-80-90, 1m, 1m1, 1m2. Và các cái cỡ dài hơn thì có thể làm được. Các bạn lưu ý thì với những cái cây cầu này thì khi các bạn lắp bánh thì nó sẽ phủ bì thêm ra là 10 cm. Ví dụ như cầu 80 lắp bánh thì nó ra sẽ ra là 90. Đấy, thì cứ như vậy là các bạn chọn cho nó dễ. Thì cái bộ này thì mình có lắp sơ cái nhíp lên cho các bạn xem đấy. Thì nó như vậy. Các bạn lưu ý là khi các bạn lắp cái nhíp nó lắp càng sát ra cái phía ngoài tăm bua ấy, thì cái cầu nó sẽ càng khỏe. Cái đèn hậu thì đèn hậu hai bóng hoặc là đèn hậu mũi tên đều được. Thì cái đấy là do khách hàng thôi. Đấy, khách hàng chọn loại là để chọn là tùy theo cái khổ xe, chọn loại đèn đóm cho nó phù hợp. Giá thành sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Đây là cái phần khớp lối lên máy này. Khớp lối lên máy thì nó có khớp lối lỗ các đăng lỗ thân máy 17 và 19 đối với cái dòng máy 110. Và đối với những cái dòng máy 110 như của Yamaha thì cái cốt nhông trước nó lớn là cốt 19, thì mình sẽ lưu ý phần đấy để bọn em bán hàng sẽ đưa cho nó phù hợp. Đây, cái phần khớp lối dưới này thì đưa cho các bạn là một cái khớp 18 răng để các bạn hàn với cái các đăng này và gắn vào đầu này, còn một đầu thì gắn lên cầu cái đăng này. Đấy, một bộ thì nó cơ bản như vậy thôi. Đây, cầu thì nhìn nó rất là chuẩn. Tăm bua phanh lớn loại 180. Đây, cái loại đường kính phanh này 180. Nó rất là dày, cầu này rất là dày. Đấy, cái phần khớp lối đây. Đây là cái phần đấy. Đều nó đều có cao su. Phần này cũng có cao su này. Phần này cũng có cao su này. Cho nên là các cái khi chuyển động ấy, thì nó sẽ không dây đứt cái con ốc. Thì nhiều cái chỗ người ta làm thì người ta không có cái món tròn này. Người ta xỏ thẳng con ốc vào một cái chữ U như này. Thì khi các bạn chạy ấy, cái khớp này nó cứ dây qua dây lại, dây qua dây lại như này, nó sẽ đứt, làm đứt cái con bu lông. Đấy, thì các bạn lưu ý thì cái phần này bên em lúc nào rất là đầy đủ cho các bạn làm. Còn cái phần này là phần gối cầu trên. Đây, gối cầu trên cái này thì mình không có đỏ sỏ cao su vì cao su nó căng. Khi nào bạn đóng là các bạn dùng luôn thôi. Ốc là ốc bu lông 12, tất cả các loại bu lon này đều chống trôi hết đây. Bu lon chống trôi này. Một con bu lon chống trôi này cái giá tiền nó bằng 3 lần con bu lon thường. Đấy, ví dụ như cái con ốc này là 1.500 một con này. Trong khi đó cái con EQ thường nó bán theo cân thì nó chỉ giá trị của nó chưa đến 400 đồng một con. Đấy, nên là đồ em đưa các bạn rất là chuẩn. Đây, các loại ốc này đều ốc chống trôi hết này. Bu lông 12. Cách lắp cái số 5 tạ này thì cũng có video riêng rồi. Thì các bạn cứ lưu ý là làm theo cái mục nào thì bên em sẽ gửi, hoặc các bạn yêu cầu là mình sẽ gửi video thêm để các lắp đặt đấy. Trong một video tổng thể thì nó sẽ khó có thể gắn kết hết lại được, thì các bạn cứ lưu ý
hoặc các bạn vào trong cái kênh của em ấy, các bạn xem theo đề mục. Ví dụ các bạn vào cái danh sách phát ấy, các bạn xem cái danh sách phát về đồ chế 3 bánh, đồ chế 4 bánh, đồ chế xe điện, đồ chế xe xăng và các cái mục bánh xe, các cái mục hướng dẫn, thì các bạn cứ xem theo cái đấy là các bạn dễ lựa chọn, dễ tìm đồ nhất. Video thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn lưu ý em tên là Nam ở Thái Bình, số điện thoại 0983 818 955. Có thể lúc gọi điện thì nó sẽ trùng lặp với cuộc gọi khác, hoặc vào giờ nghỉ thì các bạn có thể để lại tin nhắn, bên em sẽ trả lời. Chứ cũng nhiều khi cũng không thể đáp ứng cho các bạn 24/24 được. Rất mong khách hàng thông cảm, cứ để lại tin nhắn bên em sẽ trả lời. Nếu như không liên lạc được hoặc là gọi không được, nhiều khi nó nhiều người gọi thì trùng giữa người nọ với người kia, người này đang gọi, người kia gọi đến bên em không nghe được hết. Đấy, đầu là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.